Trận pháo kích vào lễ đài Ngày Quốc Khánh Ngụy Quyền Sài Gòn ngày 1 tháng 11 năm 1966. Riêng ở tại thành Sài Gòn Gia Định, không phải đi tìm kiếm địch như các chiến trường khác. Ở đây bước ra là gặp địch, hết Ngụy đến Mỹ. Địch gom lại như thế ta đánh diệt một trận nhiều cá to. Điều mà ở chiến trường rừng núi nông thôn, một trận tìm diệt được loại cấp tá của Mỹ đã là rất khó. Đối tượng chính của ta tìm diệt trong quân Ngụy vẫn là cảnh sát quân cảnh, những lực lượng chuyên nghiệp đàn áp phong trào của quần chúng và đi rình mò bắt bớ, đánh phá các tổ chức của ta, đặc biệt là đánh vào những nơi địch hân hoan tuyên truyền khoe khoang sức mạnh, nhằm đập cho hết khoác lác mà hạ uy thế của chúng giữa bàn dân thiên hạ. Đây là chủ trương của cấp trên chỉ đạo cho đội biệt động, nhiệm vụ cụ thể là bằng mọi cách tổ chức đánh vào ngày lễ quốc khánh của Ngụy. Đánh như thế này chỉ có kết quả khi thực hiện cách đánh pháo kích tầm xa. Sau khi lật đổ Ngô Đình Diệm, Ngụy Quyền Sài Gòn lấy ngày 1 tháng 11 hàng năm làm ngày quốc khánh. Ngụy Quyền vừa bày trò bầu cử quốc hội bù nhìn xong, Mỹ vào càng đông thì quốc khánh càng muốn quảng cáo rùm beng, và cũng là dịp phô trương các vũ khí hiện đại của Mỹ trong lễ duyệt binh. Hồi quốc khánh năm trước, tức năm 1965, ta đã tiến hành lên phương án đánh. Trước ngày 1 tháng 11 năm 1965, ta chuẩn bị sẵn một chiếc xe jeep, trên đặt một khẩu cối 60 ly và một tổ chiến đấu trang bị AK súng ngắn. Đầu giờ lễ của địch, xe jeep sẽ dừng lại một điểm đã xác định trên tuyến đường Phan Đình Phùng, tức Nguyễn Đình Chiểu ngày nay, phù hợp với cự ly bắn xa nhất của khối 60 ly. Chỉ cần bắn 4 đến 5 phát vào khu vực lễ đài là đạt yêu cầu. Nhưng tình huống xảy ra thật bất ngờ, khi xe xuất phát ở vùng Bà Chiểu qua khỏi được hai ngã tư thì đồng chí xạ thủ bỗng nhiên có thái độ hốt hoảng, thoái thác không nhận nhiệm vụ chiến đấu. Đồng chí này là cán bộ cấp phó đại đội cối 82 ly của quân khu. Vì đội biệt động chưa đào tạo kịp anh em biệt động học làm xạ thủ nên phải mượn về. Đồng chí này không quen đánh ở đô thị nên run, thối chí. Tình thế không thể được nữa, buộc tổ trưởng tổ chiến đấu phải cho quay xe lại nơi xuất phát, giấu vũ khí và cho đồng chí này trả về khu giải phóng. Hụt một cú đánh, anh em biệt động tiếc quá, tức như bò đá. Năm nay, 1966, lễ quốc khánh Ngụy dự tính sẽ làm to. Có các khối đội hình bộ binh của Mỹ và các nước chư hầu tham dự diễu binh, các loại trang bị mới của Mỹ đưa qua như xe tăng M-118, pháo 175 ly, vua chiến trường. Chính quyền Ngụy một phen khuếch trương rùm beng lên nước. Thường vụ khu ủy và bộ tư lệnh quân khu giao cho biệt động năm nay, năm 1966 là phải đánh cho bằng được. Mục đích trận đánh chủ yếu là hạ uy thế chính trị của địch trước dư luận trong và ngoài nước. Lúc bấy giờ, đồng chí Trần Đình Xu làm tư lệnh, nhắc tới nhắc lui về vấn đề này với Tư Chu, người chỉ huy trực tiếp đơn vị biệt động F-100. Chúng ta phải đánh bằng được đấy, phải tính toán thật kỹ, thật chính xác, phải cho nổ ngay khán đài, phải dằn mặt chúng. Đảng ủy ban quân sự và đảng ủy đoàn biệt động F-100 họp đề ra nhiệm vụ và yêu cầu, kiên quyết, nghiêm túc chấp hành lệnh cấp trên, đo đạt chính xác, trinh sát nắm chắc mục tiêu, đảm bảo bí mật an toàn đến giờ đánh, chịu đựng gian khổ khắc phục khó khăn, dũng cảm đoàn kết, hiệp đồng tác chiến, hết sức tránh thiệt hại quần chúng. Thường sân lễ làm dọc theo đường Thống Nhất, từ cổng Dinh Độc Lập đến Thảo Cầm Viên, nay là đường Lê Duẩn. Đây là khu vực giữ binh và hai bên đường là nơi dân chúng đứng. Khán đài làm ở sau nhà thờ Đức Bà, nơi tập trung quan khách các nước và các quan chức chóp bu của Ngụy. Đây là nơi ta nhằm vào bắn. Một điều thuận lợi là khu vực này hầu như không có nhà dân thường, toàn là nhà các cơ quan đầu não cấp trung ương Ngụy, các nhà cao tầng, tòa đại sứ, bọn tư sản mại bản. Đánh vào lễ quốc khánh với sự bố phòng chặt chẽ của địch và tránh thiệt hại cho ta thì tốt nhất là đánh bằng pháo cầu vòng. Cần bắn chính xác vào các khu vực khán đài để tránh thiệt hại cho quần chúng đến dự lễ. Lấy việc gây tiếng nổ ở lễ đài và ngưng cuộc diễu binh là thắng lợi. Không lấy việc tiêu diệt sinh lực địch làm chính.
Để đảm bảo chắc ăn, từ cấp trên đến cấp chỉ huy và anh em biệt động bàn bạc kỹ, xác định là phải chuẩn bị ít nhất 4 nơi đặt trận pháo cho chắc ăn. Dứt khoát chỉ cần một trong 4 nơi này nổ vào được tới khán đài và cuộc diệt binh là đạt yêu cầu. Lúc bấy giờ, trang bị pháo của quân khu cao nhất là cối 82 ly và súng DKZ-75. Đây là loại súng chống tăng của bộ binh, có phương pháp bắn gián xạ, tức là bắn cầu vòng ở góc độ xa nhất, ở điểm rơi ở tầm 6.000 mét, đối chiếu đến các vùng ven thành phố. Dùng sôi đậu, tức là dùng du kích đêm ta, ngày địch. Quanh thành phố có hai hướng có thể đặt được pháo để bắn vào khán đài. Một là hướng dùng bưng sáu xã, huyện Thủ Đức. Chỉ huy trận đánh này được giao cho Tư Tăng, tức Nguyễn Văn Tăng, quê ở Thủ Đức. Cán bộ kinh nghiệm gan góc trong đoàn biệt động F-100, một khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 8 pháo binh quân khu và một khẩu DKZ-75 của đoàn 10 rừng sát với 30 quả đạn được điều động đến Thủ Đức. Một hướng ở xã Đa Phước, tức là Rạch Cây Khô, huyện Nhà Bè. Một khẩu đội DKZ-75 của tiểu đoàn 6 Bình Tân được huy động qua cánh Nhà Bè với 12 quả đạn. Chỉ huy trận địa cánh này là đồng chí Trần Minh Tâm, cán bộ đoàn biệt động F-100, một người rất quan trọng trong trận pháo kích này. Ba Tâm lúc bấy giờ là cán bộ chỉ huy tiểu đoàn biệt động, trước kia anh là pháo binh, nay đảm nhiệm việc đi hợp pháp vào thành phố, xác định mục tiêu, đo đạc phần tử bắn. Hai trận địa này sẽ được chuyển pháo bằng đường du kích từ chiến khu xuống và từ rừng sát qua, dựa vào sự phối hợp yểm trợ và bảo vệ của các huyện này để triển khai. Khẩu DKZ-75 ly của tiểu đoàn 6 Bình Tân chuyển xuống vùng Nhà Bè thì thuận lợi hơn trong việc hành quân mang giác qua các vùng du kích Dường Thơm, Bà Vụ xuống Đa Phước. Chỉ riêng găng nhất là lúc vượt qua quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1, khúc đường qua đoạn Gò Đen, Bình Điền, địch thường kiểm tra kỹ, ngăn chặn ngày đêm. Tuy nhiên, lực lượng pháo binh đơn vị của Bình Tân vận chuyển vũ khí vẫn hoàn thành nhiệm vụ, đầy kinh nghiệm và sự dũng cảm hy sinh. Khẩu DKZ-75 ly thuộc tiểu đoàn 8 pháo binh quân khu chuyển xuống Thủ Đức thì gay go hơn nhiều, phải hành quân du kích đường xa qua nhiều lộ, nhiều sông, lạch, nguy hiểm, từ Củ Chi qua tỉnh Thủ Dầu Một, tức sông Bé, Biên Hòa, dòng Bà Rịa lên Long Thành mới xuống Thủ Đức. Hy sinh mất 5 đồng chí trên đường hành quân vận chuyển vũ khí và mất cả tháng trời chưa về tới nơi, vì thế nên pháo xuống không kịp. Sắp đến ngày đánh mà chưa có súng, nên Bộ Tư lệnh Quân khu Sài Gòn Gia Định liên lạc bằng điện đài mượn một khẩu đội của đặc khu rừng sát. Đặc khu rừng sát đã cử đoàn 10 đặc công đưa một khẩu đội cả súng và xạ thủ lên tham gia. Chỉ huy Tư Tăng trực tiếp cùng anh em trong đội biệt động tổ chức trận địa, hướng dẫn và bảo vệ khẩu đội pháo trong quá trình làm nhiệm vụ. Bộ phận bảo đảm chiến đấu điều động xe hơi vận tải, ghe máy di chuyển nhanh bổ sung 20 quả DKZ, 4 tiểu liên, thuốc nổ, máy ngắm pháo. Quân y phục vụ mặt trận. Cả hai trận địa pháo Giang Đô đều là vùng trắng không có dân, cần phải gọn nhẹ, bí mật, bất ngờ, đánh nhanh rút nhanh, ăn uống trong đêm và một ngày cũng hết sức gọn nhẹ. Để giữ bí mật đến giờ chót, 23 giờ ngày 31 tháng 10, pháo mới bắt đầu lắp ráp vào trận địa, phải dùng 50 cây cọc chà là đóng xuống ruộng thành giá 3 tầng làm nền pháo chống lúng. Các chiến sĩ dùng hết sức lực làm việc khẩn trương, không kịp ăn, dính câu các lá dừa nước, ngọn lúa cỏ lau lát lại để ngụy trang pháo và người. Đến 4 giờ sáng ngày 1 tháng 11 phải xong để còn ngụy trang pháo. Cá nhân mang theo cơm vắt, ít thực phẩm, không cần nước vì đồng binh lúc này còn nức lợ, uống tốt, và những ngày trước trận đánh, anh em ta đã được bồi dưỡng sức khỏe khá cả rồi. Hai trận địa pháo, Rạch Bà Vạc, ấp Đông Phú, xã An Phú, huyện Thủ Đức, và ấp Chánh Bình, xã Chánh Hưng, cán bộ chiến sĩ ém quân yên lặng, chỉnh đốn tư thế, hoàn chỉnh ngụy trang, lòng đầy tin tưởng, phấn khởi, chờ lệnh nổ súng. Cấp trên đã dự trù hai trận địa pháo nữa ngay trong lòng thành phố cho chắc ăn.
Phòng khi hai trận pháo chính kia không hoạt động được thì sẽ phải sử dụng hai trận địa pháo này bắn vào lễ đài, dù không hiệu quả bằng, nhưng có pháo đánh vào vị trí buổi lễ là đạt yêu cầu rồi. Một trận địa cối 82 ly và một trận địa cối 60 ly. Sau khi xác định cự ly cối 80, đơn vị phải chi tiền mua một căn nhà ở chợ Vườn Chuối, quận 3, giao cho chị Chính Lộc, tức Lâm Thị Ẩn, quản lý. Nhà vừa mua xong, phải mang súng đạn, đo đạc cấu trúc trận địa, làm móng giữ bàn đế. Chuẩn bị khu vực chỗ nóc nhà cho đạn pháo bay ra. Trước hàng cảnh sát mật vụ dày đặc. Việc gay go nhất là chuyển cho được bàn đế của cối 82 Trung Quốc, mâm nặng, ô dè, chân cắm xuống đất dày và rộng bản kềnh càng khó ngụy trang. Trong hàng quá, khi vận chuyển từ căn cứ vào thành phố, riêng khẩu cối này đã phải chuẩn bị trước 9 tháng, vô cùng khó khăn, gian khổ và nguy hiểm. Nhưng lực lượng biệt động vẫn không chịu lùi bước, với trăm phương ngàn kế vận chuyển vào thành phố vẫn hoàn thành nhiệm vụ. Đơn vị được bàn giao chiến đấu ở trận địa này là đội 8, đồng chí Tám Bền làm đội trưởng. Còn khẩu cối 60 ly thì dễ hơn một chút, cũng phải đưa súng đạn vào trước khá lâu, phái cán bộ pháo vào điều tra xác định phần tử bắn trên một khúc rạch. Cự ly phối hợp với tầm xa nhất của cối 60 ly, trận địa pháo này được đặt ngay trên một ghe, được neo sẵn ở kênh từ đêm trước ngày 1 tháng 11 năm 1966. Việc này do đồng chí Ba Phong chỉ huy, có cả chị Ba Lại thực hiện. Kế hoạch tác chiến được quy định như sau. Thời điểm nổ súng là lúc Tổng thống Ngụy đang đọc diễn văn, thường là lúc 7 giờ đến 7 giờ 30 phút, hiệu lệnh bắn theo đài địch. Mỗi đội bắn mang theo một radio transistor, hai khẩu pháo trong nội thành theo dõi nghe súng nổ, nếu DKZ hai nơi kia nổ rồi thì thôi không bắn, thu xếp vũ khí và ngụy trang cẩn thận để dành đánh vào lúc khác. Còn nếu hai nơi kia không bắn được vào khán đài thì hai khẩu pháo này phải làm nhiệm vụ ngay, kiên quyết không bỏ lỡ nhiệm vụ. Khẩu cối 82 ly sau này dùng đánh vào sở chỉ huy của Westmoreland, khẩu cối 60 ly hôm ấy không sử dụng để dành sau này dùng đánh vào ngày Quốc Khánh Ngụy năm 1967. Đúng như ta dự đoán, năm ấy địch tổ chức Quốc Khánh to để phô trương sự hùng mạnh của vũ khí Mỹ và chư hầu, lấy khí thế cho quân Ngụy. Cách ngày lễ cả tháng, địch ráo riết chuẩn bị, nhất là việc an ninh bảo vệ, tăng cường tuần tra canh gác, rà soát các vùng xung quanh, để sử dụng một tiểu đoàn công binh xây dựng khán đài dài 40 mét, cao 2 mét, thành 6 bậc, ánh sáng bảo vệ tăng gấp 3 lần, để đề phòng đặc công ta thâm nhập vào đặt chất nổ và dùng máy dò mìn liên tục rà soát. Cảnh sát giả chiến nhan nhản dày đặc kiểm soát rất cao. Dùng không quân, bộ binh đổ bộ càn quét vùng ven suốt một tuần, ở cánh Thủ Đức và cả khu vực Nhà Bè, ngay trong ngày 30 tháng 11, chúng càng xuống phía trận địa pháo của ta ở cánh Thủ Đức cách đó 100 mét. Ta đã định chiến đấu, nhưng may chúng lại không tiến thêm nữa, rút về luôn. Còn khu vực trận địa pháo ở Nhà Bè, địch càng quét vì khả nghi. Hai đồng chí pháo thủ chính của ta đã hy sinh và mấy người bị thương. Chiến sĩ ta lặn ngụp trong bom đạn sình lầy, nhưng vẫn bám chắc trận địa. Trong cuộc họp báo trước lễ Quốc Khánh, Nguyễn Cao Kỳ dùng compa vẽ một dòng trên bản đồ có bán kính 15 km an toàn, vì đã được bộ binh càn quét bảo vệ an toàn tuyệt đối cho lễ Quốc Khánh. Trong lúc đó, ở các đơn vị biệt động, không khí rất phấn khởi, càng gần đến ngày Quốc Khánh Ngụy càng phấn chấn, các lực lượng đều hăng hái sung sức, đứng vững trên địa bàn của mình, khắc phục mọi khó khăn tình huống xấu nhất. Tin chắc đánh được, phải ấn đầu bọn Mỹ Ngụy xuống đất phen này. Đúng vào ngày 1 tháng 11 năm 1966, lực lượng trên lễ đài toàn đầu sỏ Ngụy quân Ngụy quyền, từ Tổng thống lúc đó gọi là Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, các đoàn đại sứ và đại diện các đồng minh với Mỹ. Chiếc đài bán dẫn từ sở chỉ huy biệt động đến bộ tư lệnh quân khu mở không nghỉ, thời gian giới thiệu và các nội dung buổi lễ chậm chạp căng thẳng đi qua. Cuối cùng cũng phải đến lúc Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành chính Trung ương Ngụy bắt đầu đọc bài diễn văn, đó cũng chính là hiệu lệnh chiến đấu cho các đơn vị. Các anh có hồi hộp đến đâu thì cũng phải chờ đến giờ này, pháo mới được nổ.
Khẩu đội DKZ Nhà Bè bắn trước tiên từ cự ly 6.745m, độ trên 50m, viên đạn thứ nhất trúng ngay nơi gác chuông nhà thờ và bục phía trái của khán đài danh dự. Đúng lúc Nguyễn Cao Kỳ vừa lên tiếng, "Hỡi đồng bào!" Tiếng pháo nổ lớn làm thất kinh hồn vía cả khu vực khán đài. Ngay phát đầu tiên mở màn đã trúng ngay chóc. Rồi tiếp quả thứ hai, các ngài đại sứ và tướng lĩnh cao cấp hoảng sợ tán loạn, Thiệu Kỳ và các quan chức ngụy nhảy xuống nằm rạp cả xuống sàn. Dân chúng chạy nháo nhác, sau hai tiếng nổ lớn rồi bỗng im không thấy nổ nữa, vì bắn được hai phát thì kẹt súng, máy ngắm của pháo bị bom đánh hỏng ngày hôm trước. Hai đồng chí pháo thủ số 1 và số 2 đã bị hy sinh trong trận càn của địch mấy hôm trước. Ba Tâm chỉ huy bình tĩnh, kinh nghiệm, trực tiếp cùng pháo thủ số 3 sửa súng, dùng khăn buộc lại máy ngắm. Bọn địch trên đồn bót ở quanh khu vực phát hiện bắn mấy loạt phát súng vào hướng trận địa pháo của ta. Lập tức bộ binh của ta trong vùng đã bố trí sẵn để yểm trợ, nổ súng khống chế những đồn bót ấy. Chúng sợ quá chạy cả vào trong đồn nằm im cố thủ. Mặc dù chúng có súng cối 60 ly và đại liên có thể bắn vào trận địa pháo ta, cũng phải mất 10 phút sau sửa chữa được, trận địa pháo của Ba Tâm mới bắn tiếp, bắn liên tục 10 quả nữa. Trong khi đó ở khán đài, thấy im tiếng nổ, địch khôi phục trấn an lại rất nhanh và cho tiếp tục cuộc lễ. Vừa vào cuộc, chưa ra một chương nào, thì pháo dập cho liên hồi, trúng ngay khán đài và tứ tung quanh khán đài. Một đại sứ hải quân của Mỹ chết ngay trong loạt đạn này. Nhiều người bị thương, thầy trò chui xuống gầm sàn tránh đạn. Pháo của ta tiếp tục bắn giòn giả 10 quả liền trong vòng 10 phút. Tại trận địa pháo ta ở Nhà Bè, địch chưa phát hiện rõ vị trí. Pháo dồn dập bắn trả trở lại nhưng không trúng. Sau loạt bắn hiệu quả đó, khẩu đội pháo ta nhanh chóng tháo gỡ, cất dùi vũ khí và rút lui an toàn khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chỉ 15 phút sau đó, 4 trực thăng vũ trang của địch đến bắn phá quần đảo và càn quét nát trắng ra vùng ấy. Khẩu DKZ 75 ly từ hướng Thủ Đức chuẩn bị bắn xuống với cự ly 5.378m. Khẩu pháo này có nhiệm vụ bắn vào cuộc meeting lúc duyệt binh. Sau loạt pháo của đồng đội ở Nhà Bè, tình hình gặp khó khăn thêm. Trước đó có 5 trực thăng quần đảo và đổ xuống 40 tên Mỹ ngay cách trận địa của ta 150m. Địch nằm một chỗ và bắn liên tục vào nhiều chỗ khả nghi. Pháo địch bắn rải rác trên vùng bưng 6 xã, 4 trực thăng quần thấp. Trận địa của ta nằm trong vùng quần đảo của nó, các chiến sĩ pháo thủ của ta phải níu chặt, dính chặt vào các cành cây bình bát và dừa nước để không bị lộ trận địa pháo và người. Gần đến 7 giờ, chúng vừa rút quân thì tiếng pháo của ta ở trận địa Nhà Bè nổ. Các chiến sĩ của ta náo nức vui sướng chờ lệnh. Đến 7 giờ 25 phút, giờ Sài Gòn, đài phát thanh ngụy lại lên tiếng, chúng phải cố lên gân lệnh cho các đoàn diễu hành không được bỏ hàng ngũ. Các lực lượng địch vũ trang vũ khí cồng kềnh không dễ dàng gì chạy ngay được, đành đứng đó chịu trận. Tên tướng Vĩnh Lộc tiếp tục điều khiển cuộc diễu binh, các loại máy bay phản lực chuồn chuồn quần ngang trời Sài Gòn để thị uy trấn an sau khi bị pháo kích. Khi đoàn quân nhạc nổi lên và các đoàn diễu binh bắt đầu chuyển động là lúc cánh trận địa pháo Thủ Đức của ta bắt đầu nổ súng. Lúc này, chỉ huy trận địa Tư Tăng lệnh cho pháo ta nổ liên tục, nhanh, theo bảng bắn đã quy định với cự ly 5.378m vào mục tiêu. Cùng lúc pháo ta bắn, liền có 6 trận địa bọc phá của du kích ta đánh nghi binh cho nổ quả mù cùng lần lượt nổ giòn giả. Trong khi trực thăng chuồn chuồn, pháo địch bắn như rải trấu xuống khu vực nhưng không trúng trận địa pháo của ta. Trong vòng 5 phút, pháo ta nện liên tục 12 quả về đúng hướng cuộc lễ quốc khánh. Thật là ngày quốc khánh đẫm máu và nước mắt. Theo một hãng thông tấn xã phương Tây nói, bắn được 12 quả liên tục thì chân pháo ta bị thụt lún. Đồng chí Tư Tăng lệnh cho thôi bắn vì nếu bắn tiếp, đạn pháo đi không đúng hướng, sợ chết dân. Chỉ huy lệnh cho anh em tháo gỡ trận địa, phân tán nhanh, nhận xuống bùn giấu kín, rút nhanh chóng theo các ngã đã định trước. Báo cáo kết quả trận đánh này, theo lưu trữ của Bộ Chỉ huy Quân sự Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi lại,
trận pháo kích lần thứ nhất, cánh trận địa pháo Nhà Bè. Số đạn bắt đầu rơi xung quanh khán đài chính ở Bộ Tư pháp và Bưu điện trong lúc địch đang chỉnh đốn đội hình giữ binh. Hai quả rơi lúc đầu. Quan khách trên khán đài chính còn bàng hoàng, loạt pháo sau rơi tiếp ở cạnh khán đài và tứ phía gây nên cảnh vô cùng hỗn độn. Các quan khách ngoại quốc và tướng tá ngụy nằm bẹp xuống khán đài, quần áo lem luốc, trong đó có một toán Âu Phi, Úc, Philippines và Đài Loan. Xong loạt đạn này thì họ lén bỏ về, còn sĩ quan và lính ngụy thì bung ra chạy dữ dội, đạp nát các hàng rào trật tự xung quanh và dẫm bừa lên những người đang nằm úp tránh pháo dưới đất và hai bên đường, khiến nhiều người bị thương. Tướng Westmoreland nằm dí ở bục khán đài. Đại sứ Mỹ Capolot trên đường đi gần tới sân lễ, nghe tin dội chuồng luôn. Loạt đạn thứ hai bắn lúc gần 8 giờ từ trận địa pháo cánh Thủ Đức. Khi cuộc diễu binh bắt đầu, đạn rơi quanh khán đài và phía đối diện. Một quả rơi gần chỗ Thiệu Kỳ đứng, một quả rơi gần góc khán đài chính. Tất cả là diễn ra hỗn loạn, đặc biệt là các đoàn ngoại giao của các nước chư hầu tháo chạy thục mạng, cuối cùng không có người nào trở lại. Lúc này ở trận địa Thủ Đức, bộ binh Mỹ đang đổ xuống phía trận địa ta, bộ đội địa phương và du kích kiểm soát. Một tổ du kích hành quân nghi binh về hướng Thủ Thiêm để thu hút địch. Địch bắn truy kích theo vì chúng cho rằng ta rút về hướng ấy, tổ du kích nhờ thông thạo địa hình, nhanh nhẹn dẫn rút an toàn. Trong khi đó, anh em trong đơn vị pháo dỡ pháo nhận xuống nước cách trận địa 50 mét, thu 8 quả đạn pháo còn lại, 20 kg thuốc nổ C4, súng bộ binh cầm tay, rút khỏi trận địa, ém quân gần đòn Rạch Chiếc, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu nếu bị tấn công. Đến chiều tối, pháo thủ trở lại đưa pháo về vùng giải phóng cách trận địa 5 km, rừng sát, bộ binh cũng rút về an toàn. Qua ngày hôm sau, ngày 2 tháng 11 năm 1966, địch mới dám bung ra càn và mới phát hiện ra nơi trận địa ta đặt pháo, nhưng chỉ còn cọc đóng làm bàn đế. Ở cánh Nhà Bè, mặc dù trực thăng và pháo địch bắn quần đảo, các đồng chí pháo thủ của ta tháo dỡ pháo, khiêng lách mình dưới lúa, đưa ra đến rạch có xuồng, chờ sẵn rút êm thẳng về ấp Gò Bầu, lẫn vào các rừng cây ngập mặn an toàn. Chỉ có tổ quân y lúc địch bắn phá ác liệt quá, chìm xuồng, rơi mất bộ đại phẫu, thật tiếc đứt ruột, còn anh em thì an toàn cả. Quân địch thậm chí còn bắn nhầm vào nhau giữa các cánh quân chết vô số. Kết quả trận đánh mang ý nghĩa rất lớn, lần đầu tiên quân khu Sài Gòn Gia Định sử dụng pháo kích tầm xa. DKZ-75 từ vùng Giang tiếp giáp bắn vào trung tâm thành phố, ngay tại cuộc lễ quốc khánh của ngụy, gây cho địch thiệt hại nặng nề, hàng trăm tên bị chết, bị thương, trong đó có một đại tá Mỹ. Đặc biệt một quả pháo rơi nổ ngay giữa đội hình bọn cán bộ Bình Định nông thôn mà địch đang ra sức tuyên truyền đề cao. Chưa bao giờ những người chấp bưu chính quyền Sài Gòn lại vất vả, cơ cực và hoảng sợ như lần này. Cuộc lễ tán loạn, bỏ dở cả hai lần và uy thế của ngụy sa sút tệ hại cả trong nước và ngoài nước. Các hãng tin nước ngoài liên tục đưa tin. Đường đạn đại bác của Việt Cộng bắn rất chính xác trong chu vi có đường kính 300 mét ngay khu vực lễ đài. Hãng tin Reuters thì đưa đạn chỉ rơi cách sau lễ đài chưa đầy 50 mét. Một quả rơi ngay trước lễ đài 4 mét, nhưng rất tiếc bị lép. Nhiều bà phu nhân các đại sứ nước ngoài nằm lăn ra khán đài khi đạn bắt đầu nổ. Hãng tin của AFP đưa tin cuộc pháo kích đã gây ra những cảnh hoảng sợ khủng khiếp của chính quyền Sài Gòn và các quan khách nước ngoài, và chứng tỏ rằng Việt Cộng đã có thể mang vũ khí hạng nặng vào thủ đô Nam Việt Nam. Một hãng thông tấn phương Tây trong bài Ngày Quốc Khánh đẫm máu và nước mắt cho biết, từ lúc xảy ra trận pháo kích cho đến mấy ngày hôm sau đó, những người cầm đầu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và ngài đại sứ Hoa Kỳ Capolot, ngài đại tướng Westmoreland không dám gặp nhau. Họ muốn tránh mặt nhau và tránh mặt tất cả. Hình như cả hai bên đều xấu hổ ngượng ngùng bởi những biện pháp an ninh mà họ nói rằng sẽ đặc biệt hữu hiệu, nay đã trở thành vô hiệu. Westmoreland thừa nhận.
Ngày 1 tháng 11 năm 1966, Việt Cộng đã bắn 11 loạt súng cối trong buổi lễ diễu hành, đủ để nhắc nhở mọi người và còn phải tiếp tục chiến tranh. Tờ báo Sài Gòn hồi ấy đăng một cái tít lớn đầy trang nhất. Việt Cộng thục 36 quả BKP vào buổi lễ quốc khánh ngày 1 tháng 11 năm 1966. Thật là một chiến công oanh liệt, một trận đánh kỳ diệu. Nhiệt liệt hoan hô các chiến sĩ vũ trang giải phóng biệt động Sài Gòn Gia Định đã đánh một trận tuyệt diệu. Tổng tham mưu trưởng Ngụy Cao Văn Viên thừa nhận việc phòng thủ thủ đô 12 km còn quá hẹp, buộc địch phải mở rộng vành đai phòng thủ lên 50 km sau đấy, và lực lượng quân với vô vàn tốn kém. Nói thêm về khẩu cối 60 ly dự trữ trong thành phố hỗ trợ cho trận pháo kích lễ quốc khánh ngày 1 tháng 11 năm 66 không sử dụng đến còn để dành. Đến năm 67, trước ngày quốc khánh cả tháng, địch đã đưa lực lượng ra án ngữ ngoài rìa thành phố, trên các hướng ta đặt pháo năm 66, đêm đêm máy bay trực thăng quần đảo soi đèn đến sáng. Một mặt cấp trên không chỉ đạo ta đánh lớn như năm ngoái, một mặt ta không theo bài bản cũ, nhưng cũng phải nhắc nhở cho chúng nhớ. Đội biệt động có kế hoạch khác, đánh từ trong ruột ra. Ta dùng một cối 60 ly còn ém đó đo đạc tính toán nơi chuẩn bị cho đặt trận địa cối là một căn nhà xếp ở trong hẻm Ohio, nay là đường Huỳnh Thúc Kháng, gần chùa Ấn Độ, tức là chùa Chà. Nhà có một chị cơ sở bán trà Huế gần đó. Cự ly từ căn nhà này đến khuôn viên Dinh Độc Lập vừa với tầm xa nhất của khối 60 ly. Người chuẩn bị trận đánh, kể cả chuyên chở vũ khí, đưa cán bộ pháo binh đi đo đạc và chỉ đạo thiết bị bắn và trổ nóc nhà là đồng chí Ba Tường, một cán bộ quân báo. Mọi thứ chuẩn bị xong thì giao cho đội 8, đồng chí 8 Bền và 5 chiến đấu viên của đội thực hiện. Nhiệm vụ bắn vào mục tiêu là buổi tiệc ngoài trời tại Dinh Độc Lập, nơi Thiệu Kỳ tiếp quan khách quốc tế và quan chức cao cấp Ngụy trong chính phủ nhân ngày quốc khánh. Phía Mỹ có cả phó tổng thống Humphrey dự. Khẩu cối hôm đó chỉ bắn được 4 quả, 2 quả đầu rơi vào khuôn viên Dinh Độc Lập, 2 quả sau do bàn đế đặt ở gốc cây bị lúng nên vướng nổ ngay trên nóc nhà phía trước. Trận pháo kích này tuy không chết người nào, nhưng 2 quả rơi vào dinh đã làm cho quan khách hoảng sợ bỏ chạy ùa ra tìm chỗ nấp. Humphrey thì chúi đầu vào giữa 2 bức tường ở góc nhà, một cảnh không vui thú cho chủ nhà và quan khách của Thiệu Kỳ năm đó. Tháng 4 năm 2004.